Em tên là Vinh, mọi người gọi em là Thiên Vinh. Thì năm nay em 24 tuổi và em đang làm việc tại hệ thống cửa hàng bán điện thoại. Bạn đây là bạn nhân vật một tháng trước chương trình Real Life định quay bạn này, thì Mario đã quay được cái tập đầu tiên rồi, thì vô tình cái bạn biên tập đã test cho Vinh trước tiên, thì Vinh đã bị hai vạch là bị dương tính với Covid một tháng trước, nên mọi người đành phải đi về. Lúc đó cũng là bất ngờ luôn á, thì bạn để cái bộ test trước cửa nè, bạn kêu là test xong đi rồi quay, em cũng không ngờ luôn, tự nhiên em test xong lên hai vạch cái ngưng luôn. Hiện tại thì tình hình của em bây giờ nó như thế nào rồi Vinh? Em đã ổn rồi, đầy đủ hoàn thành cách ly rồi. Sau cái mùa dịch này thì công việc của em nó có những thay đổi như thế nào? Hiện tại thì em vẫn tiếp tục công việc bình thường của mình thôi. Trước đó thì em có đi làm, để dành được một số tiền nhỏ để em định là qua Tết em sẽ đổi xe nè. Không rồi xui, tàu viên dính dịch 4 tháng trời ở nhà luôn, thì em đã sử dụng hết số tiền đó luôn rồi. Thì bây giờ là hết dịch là mình giống như là mình phải bắt đầu lại từ đầu với công việc của mình và mình kiếm tiền lại. Mình bắt đầu lại hết luôn anh. Hiện tại thì gia đình của em bây giờ là em đang ở với ai Vinh? Hiện tại thì em ở 3 người, em với lại bà em và với bạn của em. Thì lúc mà em bị dương tính vậy tất cả mọi người trong gia đình có bị bệnh không hay là? Cái lúc mà em phát hiện em bị dương tính á, thì tầm khoảng 4 đến 5 ngày sau là bà em có phát hiện bị dương tính luôn. Ồ, bà bị luôn. Bà em năm nay 95 tuổi. 95 tuổi. Và bà em chưa được tiêm vaccine. Và hiện tại thì sức khỏe của bà như thế nào rồi Vinh? Bà em mất rồi. Ôi. Bà em mất rồi. Nà, bà bị được khoảng từ 4 tới 5 ngày là bà có triệu chứng nặng. Thì em gọi điện cho bên y tế, họ xuống họ đưa bà em đến bệnh viện Dã chiến số 14. Thì bà em cách ly ở đó được 4 ngày và người ta báo về gia đình bà mất. Thôi, anh chia buồn cùng em nha. Thì em có xin là em được đi theo để em chăm sóc cho bà, tại bà em lớn tuổi rồi, bà không đi một mình được, nhưng mà tao không cho. Tại vì thường đưa vô trong đó là sẽ có 2 khung giờ, mình được gọi điện vô trong đó để mình hỏi cái cô mà phụ tá để hỏi về tình hình sức khỏe của bà em như thế nào. Để cái ngày đầu tiên mà bà em trong đó là bà em chuyển sang tình trạng nguy kịch. Xong rồi may mắn thay là khuya là người ta gọi điện, người ta báo là bà đã qua được cơn nguy kịch rồi. 4 ngày sau thì người ta báo là bà đã xét nghiệm lại là âm tính. Thì gia đình rất là vui, rất là mừng, nghĩ là gia đình đã có hy vọng mà đón bà trở về nhà. Nhưng không hiểu sao lúc đó là 8 giờ rưỡi tối, người ta báo là bà mất. Và trước lúc bà mất á, bà gọi tên em rất là nhiều. Bà cứ kêu: bé ơi, cho ngoài về đi con. Bà gọi em là bé không à? Thì lúc đó đây em nhận được cuộc gọi mà bà mất rồi á, cái cảm giác đầu tiên của em như thế nào? Lúc đó là em chết đứng luôn. Em không làm được gì hết á. Em nằm một chỗ luôn. Nhưng mà em ý thức một điều rằng là bà đã mất rồi, thì em phải làm một cái gì đó cho bà để hoàn thiện, để đưa bà về nhà. Thì bạn em phụ lo giấy tờ nè, thủ tục nè, để làm mọi cách để cho bà được hỏa táng sớm. Thì sau 4 ngày là bà được về tới nhà. Ok, thôi giờ hai anh em mình vô nhà để anh có thể đốt một nén nhang cho bà dạ, nha. Anh xin mời vào trong nhà. Ok. Cảm ơn anh chào. Thì bà đưa dược về lâu chưa Vinh? Bà em được về nhà được khoảng tầm gần 2 tuần thôi. Vào nhà Vinh chào. Cho anh thắp nhang cho bà nha. Thôi bây giờ hai anh em của mình lên phòng để anh có thể tham quan phòng của em để cho khán giả biết và ngồi dẫn nói chuyện luôn nha. Em ở tỉnh thì em lên đây lâu chưa? Em lên Sài Gòn mình được 6 năm. Được 6 năm? Dạ đúng rồi. Thì tuổi thơ của em ở dưới quê thì nó sẽ như thế nào? Tại vì ở quê em là làm ruộng mà, nhà em nuôi tôm thì ở dưới cũng phụ giúp gia đình nè, làm chỉ toàn là làm việc nhà thôi. Còn lúc ở trong trường đi học với tất cả bạn bè thì em có những cái biểu hiện gì có thay đổi về cái giới tính của mình không? Cái năm cấp 1 á, thì hầu như là không có ai biết. Lên lớp 3 á, là em có thích một bạn. Bạn đó là học chung lớp với em. Bạn đó là nữ, bạn đó là lớp trưởng, em là lớp phó. Thì hai đứa em rất là thân với nhau. Em nghĩ đó là một cái tình cảm bạn thân thôi, mà cũng có hơi xao xuyến, thích bạn đó chút chút. Vinh ơi, những cái việc gì mà
cho em thấy em được là người thuộc của cộng đồng, phát hiện ra giới tính của mình? Có, nhận thức của đứa em mắc cười lắm. Nhà em là nuôi ao tôm, thì một năm như vậy á là sẽ cuốc đất một lần. Cái anh chủ xe đó, ảnh là người cầm lái luôn, mà đẹp trai lắm. Ôi đẹp trai cực kỳ luôn. Nhìn tới em nghe tới khúc này là anh biết em mê rồi. Thì anh nghĩ con trai dưới quê đâu có tập game đâu, thì dạng như là làm có việc nặng nhọc quá thì có cơ. Mà nhìn trời ơi, trai lắm, em mê anh. Em nhận thức được là em thích con trai luôn. Là em mê nó luôn. Mà anh ta có vợ, anh ta có con rồi. Vợ con người ta theo xe luôn mà em vẫn vậy luôn á. Làm cái nghề khuynh giác nè, hay làm những cái người mà dưới quê, mà cái người mà không tập gym mà cái cơ không á, cơ nó chắc lắm đó. Lúc đó là ba em có điện thoại di động rồi nha, điện thoại bàn phím á, trời em lén em nhắn tin tao hoài. Cái bộ có... kiếm chuyện hỏi thăm. Ủa có nhắn tin luôn? Có, em lấy danh nghĩa là của ba. Chắc chắn đang làm gì đó. Trời ơi hay, hay quá chị trời ơi. Có nhắn tin hỏi thăm người ta nhiều quá đúng không? Chắc chắn đang làm gì vậy? Cháu làm gì chưa? Rồi người ta có đặt dấu hỏi là tại sao mà chú có nhắn tin cho cháu hoài không? Không, ta gọi điện thẳng luôn. Chuyện tôi nhắn tin cho con hoài vậy? Cái cha em đâu biết gì đâu. Em im luôn anh, em trốn về nhà tự giải quyết. Anh thấy tất cả những bạn trong thuộc cộng đồng LGBT của mình đó, từ nhỏ nha, các bạn đó sẽ có những cái biểu hiện như là thích chơi búp bê nè, chơi nhảy dây, hoặc là chơi với hội nhóm bạn gái, không có chơi với các bạn nam. Thì tuổi thơ của em có những cái biểu hiện đó không? Em là em ở với bà nhiều hơn. Thì có một lần như vậy nè, mỗi ngày đi học là em sẽ được 2.000 hồ sơ lớn lắm. Có một lần em nói với ngoại kia, ngoại ơi, giờ ngoại cho con 6.000 đi, 3.000 bà khỏi cho, để con đi mua con búp bê. Cứ quy định là 1 ngày 2.000, 3 ngày là 6.000 á, là lấy 6.000 để mua búp bê, là đúng một lần duy nhất là mua búp bê chơi thôi. Ngoài ra không có chơi bạn bè nhiều nữa. Thì lúc mà em mua búp bê như vậy á, thì về gia đình có nói gì không? Không, tại vì bà em rất là thương và rất là chiều. Em thích gì là bà cho à, chứ không có hỏi, không có la, cũng không có tại sao như vậy. Chỉ là em tự nhận thức được và em tự biết được thôi. Còn bà thì bà rất là thương và chiều lắm. Tuổi thơ của em có cái gì mà nó biến động mà làm cho em phải nhớ tới bây giờ không? Về chuyện gia đình, chuyện bà, giới tính của mình. Em nhớ rất rõ nha, năm đó là hình như vào lớp 2. Thì mẹ em không ở với em nữa, và mẹ lên Sài Gòn luôn á. Ba thì ở dưới, nhưng mà em thì em ở với bà đâu làm gì ra tiền đâu. Là từ đó tới bây giờ luôn hả em? Không, khoảng tầm tới em lên cấp 2 là mẹ đã về lại rồi. Thì giống như lúc đó là em là con út của bà em vậy đó. Em hay kêu bà em bằng má lắm, em ít kêu bằng bà lắm. Là ở dưới miền Tây thì nó sẽ có nước, thì mỗi lần nước lên á, rất là nhớ mẹ. Tại vì dù là ở nhà gần mà ít về nhà đó, khóc hoài. Thì mỗi lần nước lên á, rất là nhớ mẹ. Thì lúc đó em có gọi điện thoại hoặc là có một cách liên lạc nào nói nhớ mẹ để cho mẹ về với em không? Không, lúc đó em đâu có điện thoại đâu. Hồi xưa dưới quê nghèo lắm, không có tiền mua điện thoại luôn. Có bao giờ mà em trách mẹ là trong khoảng thời gian nó bỏ em đi không lo cho em không? Hồi lúc mà chưa biết suy nghĩ đến á thì em còn trách, còn giận. Nhưng sau này lớn lên rồi thì em cảm thấy nó chuyện đó em không có trách mẹ. Thì mẹ có một cái suy nghĩ riêng, mẹ có cái lý do riêng của mẹ để mẹ làm như vậy. Thì mẹ em làm gì mẹ có suy nghĩ trước khi quyết định, thì em tôn trọng mẹ, em không có trách mẹ. Hiện tại thì mối quan hệ của em và mẹ nó như thế nào? Từ trước tới giờ luôn nha, từ nhỏ tới lớn luôn, mối quan hệ của em với mẹ với ba luôn không có tốt. Nó giống như bình thường, tại vì em coi mẹ giống như là cô chú vậy. Tại vì thường thường em hay kêu vui là cô ba. Thì bây giờ mẹ với ba còn ở với nhau không? Ba em thì đã mất rồi, mất cái này 3 năm. Ba em mất vì do đột quỵ. Tự nhiên buổi chiều vậy đó, cái ba nói là ba kêu mẹ về, xong mẹ về cái là ba ngã ngang cái ba đi luôn. Lúc đó là em đã ở Sài Gòn rồi. Mẹ chỉ gọi điện lên, mẹ em kêu là Vinh ơi, con về nhà gấp đi, nhà có chuyện. Thì em về tới dưới quê là tầm 2 giờ khuya. Thì em vô nhà em thấy là ba em nằm trên giường. Không hề nghĩ là ba sẽ đi nhanh như vậy, thì ba rất là khỏe. Còn về cái chuyện mà come out của em thì em come out được bao nhiêu lâu rồi? Thật sự ra là từ đó tới giờ là em chưa từng come out. Tại vì em lớn lên á, nhà em nhìn em biết bóng rồi. Tại vì ở dưới quê em rất là thích đeo bóng tay, nhưng mà con trai không ai đeo bóng tay đó. Mà em chỉ làm việc nhà, em không có làm mày ruộng. Em nhẹ nhàng cực kỳ. Và em thích nấu ăn, em thích làm bánh. Thì những cái việc đó chỉ là của con gái thôi. Vì là nhà em tự biết rồi, chứ không cần hỏi, cũng không từng, em chưa từng come out luôn. Có mấy lần mà em hay đi diễn show á, em đi diễn thời trang á, thì có hay mở lên cho bà coi. Khi đi như vậy em sẽ quay lại, à ngoại con đi diễn vậy nè. Cái ngoại nhìn ngoại biết, ngoại kêu, ngoại đẹp gái vậy. Xong rồi có mấy lần mà em đi may áo dài á, em về em khoe ngoại coi, ngoại khen, ngoại chỉ là cái này là phải may vậy nè, kết vậy nè. Dễ thương. Rất là hiện đại luôn. Thì kêu là cái đầm này là phải may vậy nè, cắt tới đây thôi, để cắt lên khoảng nó không đẹp. Em làm thì lời bà em hết. Đến lúc mà em quen bồ em á, thì em có dẫn về. Bà nhìn là bà biết, bà không cần nói.
Vinh cảm thấy bao nhiêu năm nay Vinh ở với bà vậy? Thì bây giờ bà mất rồi thì cảm xúc của Vinh á, ở một mình nó sẽ như thế nào? Em chưa buồn tuổi đâu là bây giờ em sẽ sống như thế nào khi không có bà. Tại vì bà ở em rất là lâu rồi, từ bé tới lớn luôn, mấy chục năm luôn. Và em chưa từng bao giờ nghĩ rằng một ngày đó em sẽ làm đàn thờ cho ngoại em luôn. Và em chưa từng bao giờ nghĩ rằng một ngày đó em sẽ làm đàn thờ cho ngoại em luôn. Thì cho anh hỏi về cái chuyện tình cảm của em đi. Thì lúc trước bây giờ là em trải qua biết bao nhiêu mối tình rồi? Ba mối tình. Nói theo cái mối tình mà mình cảm thấy mà mình có nhiều cảm xúc nhất đi, mối tình đầu tiên đi. Cái mối tình đầu tiên của em á là hai đứa quen nhau trong bệnh viện. Quen nhau trong bệnh viện. Lúc đó là em đang bị bệnh, em bị sốt CV. Thành như em vô đó có mình em mà. Xong rồi 3-4 ngày sau là bạn nó cũng nhập viện luôn. Nhưng mà bạn đó là ba mẹ buôn bán ngoài chợ nên là không có ai chăm hết á. Thì bạn thì nằm hai cái giường nằm kế nhau giống vậy nè. Thì nói chuyện qua lại, nói chuyện qua lại. Xong rồi cái hai đứa cũng phụ nhau chăm sóc qua lại. Hai đứa mới xin Zalo với nhau rồi nói chuyện. Bạn rủ em uống cà phê để cảm ơn. Rồi tự nhiên đi ra quán cà phê, cái bạn nắm tay em, cái bạn kêu là từ đây mình hạnh phúc nhà em, từ đây mình hạnh phúc nhà em. Ôi, là quen luôn á. Là... em cho anh hỏi tí xíu nè, lúc mà bạn đó nằm cái giường kế bên em á thì em nhìn bạn đó có những cử chỉ như thế nào mà em biết là bạn đó thuộc người của cộng đồng? Bạn đó là bi. Bi. Mà lúc đó là em có cảm xúc với bạn đó chưa, có tình cảm với bạn đó chưa? Lúc nói chuyện với nhau thì em có hỏi bạn đó có lúc trước giờ có mối quan hệ nào với người cộng đồng không? Hỏi luôn. Lúc sau này quen nhau rồi bạn mới kể cho em nghe là trước đó bạn có từng quen một bạn nam, xong đó là bạn chỉ đó toàn bạn nữ thôi. Và em là một người bạn nam thứ hai bạn quen. Nhưng mà em với bạn đó quen nhau khoảng bao nhiêu lâu? Gần 6 tháng. Tự nhiên cái một buổi đó, cái bạn hẹn em về xuống dưới là sinh nhật bạn. Thì em về dưới sinh nhật xong thì em ở dưới chơi được khoảng 2 ngày. Bình thường em về Sài Gòn là bạn sẽ chở em bằng xe máy của bạn, bạn chở em về. Cái tự nhiên bữa đó bạn không chở, bạn chở em ra cái chỗ đón xe buýt á, bạn kêu đi xe buýt về đi. Xong rồi bạn nói là tuần này là gặp nhau nữa nha. Xong. Ủa? Ui kỳ vậy trời. Nó vô duyên vậy luôn á. Rồi em có hỏi lý do tại sao không? Không luôn. Em cũng không hỏi luôn. Em cũng không hỏi luôn. Là em bước lên xe buýt em đi về luôn. Rồi lúc đó em không có tình cảm nhiều với bạn đó hả? Có chứ anh, em thương lắm luôn á. Lúc đó là kiểu như mối tình đầu tiên của em luôn á. Chưa từng kết bạn Facebook. Trời ơi là trời. Cái xong rồi tự động là chia tay là người này lên xe buýt người kia đi rồi xong. Bạn nói dòng về em lên xe buýt em về Sài Gòn. Xong hai đứa chia tay luôn. Không liên lạc, tới bây giờ vẫn không liên lạc với nhau một lần nào luôn. Không nói chuyện luôn. Em có nghĩ vì một cái lý do nào đó dẫn em về xong rồi ba mẹ là biết được mối quan hệ của hai đứa xong rồi ngăn cản bạn đó không? Có, lúc trước là em có Facebook của em trai của bạn đó. Thì em vô tình em vô em coi là em thấy là bạn đã lập gia đình rồi. Em có thấy chụp hình cuối đăng lên Facebook á. À lấy một bạn con gái. Đúng rồi, lấy một bạn con gái làm vợ luôn. Thì lúc chia tay về á thì bản thân của mình có đau khổ. Trời ơi anh ơi em tuyệt vọng mấy ngày trời luôn á anh. Đó, rồi xong rồi lại không đi tìm người ta. Không đi tìm người ta một lần nào. Không, bỏ rồi thôi, mẹ bỏ tao thì thôi. Em muộn lâu lắm luôn á. Khoảng 2 ngày. Buồn lâu lắm 2 ngày nha. Mối tình kế tiếp mình đối với em là như thế nào? Cái mối tình thứ hai em quen cũng lâu lắm luôn á. Hai đứa quen rất là lâu. Là hai đứa quen nhau được hơn tháng. Hồi nãy rất lâu nhưng mà hồi nãy là 6 tháng, bây giờ rất là lâu, bây giờ là 1 tháng. Hơn 1 tháng luôn anh. Lúc đó là em đã biết tới cộng đồng rồi. Em đã đi xem show cộng đồng nhiều rồi. Bạn này bạn làm phó nhóm của một trong CEO của cộng đồng. Thì em thích bạn này. Hai đứa bữa đó đi apply thì bạn đó về có nhắn tin với em. Tầm buổi sáng hai đứa nhắn tin. Xong chiều là nó qua đó chở em đi chơi á. Lại dính luôn á. Rồi xong lúc đó bạn đó có tỏ tình em không? Không. Em chưa từng được tỏ tình. Biết được là thích nhau xong là đến với nhau thôi. Đúng rồi. Thì sẵn một tuần sau là mới nói là thương nhau. Thì trong chuyện tình một tháng này nó sẽ xảy ra những vấn đề nào để cho hai bạn kết thúc với nhau? Lúc đó là hai đứa đã ở chung nhau rồi. Tại vì bạn làm ở văn phòng thì mình ở lại văn phòng luôn. Thì bạn có kêu là qua văn phòng ở chung với bạn. Thì em qua bên đó em ở với bạn luôn. Tự nhiên cái tối hai đứa đi ăn cái món bún chả Hà Nội gì đó. Đi ăn xong em lên lầu em nằm. Bạn ở dưới bàn làm việc. Cái tự nhiên cái tin nhắn anh cảm ơn thế này thế nọ. Nhắn một dòng rất là dài. Câu cuối cùng mình chia tay nha. Trời ơi là trời, chết rồi. Câu cuối cùng mình chia tay nha. Trời ơi là trời, chết rồi. Ôi trời, em không hiểu luôn á. Em đang bị hoang mang luôn á. Xong rồi lúc đó trong phòng ở rất là đông, 7 người luôn. Thì em có chơi thân với một bạn. Thì cái tự nhiên bạn lên và nói chuyện với em, cái em khóc. Em khóc quá trời luôn. Em khóc nguyên một đêm luôn. Các bạn đã dắt em đi chơi. Thì em với bạn đó ở chung với nhau, vẫn ngủ chung một cái nệm, vẫn ở chung một phòng luôn. Nhưng mà hai đứa không quen nhau nữa. Hai đứa chia tay. Hai đứa quen nhau hơn một tháng đúng không? Nhưng mà chuyện đó chỉ có được 2 lần. Kiểu như là giống như là không hợp á.
không hợp trong chuyện đó. Rồi em có cái suy nghĩ là tới cái lý do là vì cái chuyện đó không hợp nên dẫn đến cái việc mà em với bạn đó chia tay với nhau không? Em đã từng nghĩ như vậy. Cái quan điểm của em nha, thì có chuyện đó trước xong mới tìm hiểu mới quen nhau, không thôi mình nên có chuyện đó trước với nhau, cảm thấy hợp hay không cái đã, rồi hãy tìm hiểu rồi hãy quen nhau. Hiện tại thì Vinh có đang trong một mối quan hệ nào không? Các bạn này nè, là em thật sự là nghiêm túc á, là gặp nhau đi ăn đi chơi với nhau cũng được 2-3 ngày á là mới bắt đầu tìm hiểu nhau là quen nhau luôn. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Thì trong cái lúc mà em với bạn đó đang chia tay nhau đúng không, mà vẫn ở chung với nhau, thì bạn này là khách mời tới dự sự kiện. Thì em với bạn này vô tình gặp nhau. Lúc đó là em đã xài một cái app tìm bạn, app của gay á, là ở trong một cái phòng chat. Thì cái phòng chat đó là nói chuyện về 18 cộng. Thì có em với bạn này ở trong lúc đó, các bạn này nè nhắn tin cho em rủ em đi chơi. Hai đứa có thỏa thuận với nhau một hiệp ước là quen thử một ngày nha, làm người yêu một ngày á, mà số em xui dính luôn tới giờ. Thử quen nhau một ngày có thử luôn cái chuyện kia không? Có luôn. Thấy chưa, tôi biết gay mà. Thì bữa đó là em có hẹn với bà chị là đi qua lấy cái đầm để về đi sự kiện, thì đặt cọc là 120 ngàn. Lúc đó là quên một cái là quên đem tiền. Em qua em kêu anh hỏi gì vậy, cho thêm 120 tiền đặt tiền cái đầm thôi, móc ra đưa tiền em đặt cọc cái đầm thôi, em lấy mai mốt đi sự kiện tới giờ luôn, chưa trả 120 ngàn luôn. Mối tình nó dính tới bây giờ luôn. Dính tới giờ luôn. Nói chung 120 ngàn đó là cái mối nợ, duyên nợ để dính tới bây giờ. Thì đó, em có ý định gì đó, em không em trả tiền. Em đừng trả nha. Thì đâu trả đâu. Đúng. Tối là hai đứa đi khách sạn. Ba mấy ngày sau qua sự kiện em xong á, cái bạn rủ đi Vũng Tàu chơi. Nói chung là trong chuyện đó là em với bạn đó có hợp nhau không? Có. Có hợp mà dính tới bây giờ. Em với bạn bây giờ để quen nhau được bao nhiêu lâu rồi? Nếu mà đúng chính xác luôn là 3 năm 3 tháng 10 mấy ngày, 14 ngày. Là bạn là mối tình đầu tiên em quen lâu nhất và cũng là mối tình đầu tiên bạn công khai với gia đình bạn luôn. Trong 3 năm này cảm giác vui buồn của Vinh như thế nào? Có một cái biến cố cuối năm 2019 đầu năm 2020. Thì bạn này có một lần bạn làm sai với em. Bạn tìm hiểu thêm một bạn thứ ba nữa. Nhưng mà do là bạn biết được là cái nào quan trọng hơn á, nên là bạn không làm vậy nữa. Bạn phải bạn khai thật với em. Em có hỏi lý do tại sao mà bạn nó muốn tìm một người thứ ba không? Em không có hỏi. Tại vì em nghĩ là do chắc là tình cảm quen nhau lâu quá rồi, chắc cũng 2 năm rồi, thì nó cũng sẽ chán. Trong thời gian đó là em với bạn là kiểu như là không có tiền á, hai đứa bị thất bại trong công việc á, suy nghĩ nhiều, áp lực nhiều, thì cũng gây nhau nhiều lắm luôn, gây lộn nhiều lắm. Xong rồi bạn mới tìm hiểu một bạn thứ ba. Mà cái bạn thứ ba đó vô tình là bạn chung của hai đứa luôn. Và bạn là người hỗ trợ cho em trong suốt thời gian mà em bị sụp đổ đó. Trước lúc mà bà em mất á, bạn là người chăm sóc cho bà em á, bạn lo hết luôn. Tại vì cái lúc mà bà em đang trong bệnh viện á, là em bị ép không nó lo được đâu. Thì bạn là người lo những cái thủ tục nè, những cái giấy tờ cho bà em nè, để bà em được về nhà. Bạn là người đầu tiên chiều em nhất tất cả các chuyện. Cái tính này không như người ta đâu, tính này nó thất thường lắm. Chiều em nhất và bạn cũng là người hiểu em nhất. Hai đứa nằm ngủ gì đúng không, cái em chỉ quay qua em kiều kiều anh, em cười cái là biết em khát nước là xuống lấy nước cho em. Còn bữa nào mà đang ngủ mà em quay qua em thương anh quá à, thế này thế nọ là biết em đói là xuống bếp làm đồ ăn cho em. Là bạn cũng rất là lo nha, bạn chăm chút em từng chút một. Cái này là anh tặng cho em à, số 1155 là số ngày mình quen nhau, 1155 ngày. Trời ơi, cỡ quá à. Hơn 3 năm nha, không ngắn, không dài, vui có, buồn có. Hy vọng em vui. Rồi hôn người ta một cái nè, gọi là một lời cảm ơn nè. Thôi hôn một cái đi, mắc cỡ gì. Quen nhau 3 năm bao nhiêu ngày, 1155 ngày rồi. Em có thể giới thiệu cho tất cả khán giả biết em tên gì và hiện đang làm công việc gì không? Em tên là Đức. Hiện tại thì em là nhân viên bán hàng của Thế Giới Di Động, cũng giống như bạn Vinh luôn. Em đã khơm ao với gia đình rồi hả? Thật ra là nhà em thì lúc mà em khoảng 14-15 tuổi á, cũng có một số sự cố thì cũng dẫn đến việc em biết được em là cộng đồng LGBT. Rất may là khoảng một thời gian sau, khoảng 1-2 năm sau thì ba mẹ cũng chấp nhận. Thì trước giờ thì
trong chuyện tình cảm thì em cũng không có liên hệ gia đình. Nhưng từ lúc mà quen Vinh á thì em có dẫn về thì may mắn là ba mẹ em cũng rất là thương Vinh, chấp nhận, ủng hộ hai đứa. Lúc mà em dẫn Vinh về ra mắt gia đình thì lúc đó thì cảm xúc của ba mẹ của em như thế nào? Tại vì là ba mẹ cũng biết trước là em như vậy rồi. Nhưng mà cái lúc mà dẫn Vinh về thì may mắn lúc đó em đã có công việc ổn định rồi, rồi cũng chu cấp được tiền cho ba mẹ, cũng lo được ba mẹ một vài thứ. Thì khi dẫn Vinh về thì Vinh cũng vô tình là gọi là sáng sủa nè, ngoại hình này kia, mọi thứ, ăn nói lễ phép mọi thứ thì ba mẹ rất là ok, an tâm về cái chuyện mà em quen Vinh. Dưới những cái mà Vinh có như là sự lễ độ nè, rồi những cái giao tiếp hàng ngày thì khi ba mẹ rất là thương Vinh, nên là hầu như là đối xử với Vinh như là đối xử với em vậy đó, thậm chí là còn hơn nữa. Thấy với ba mẹ em thương Vinh còn hơn thương em nữa. À, nói chung là ba mẹ giờ rất là thương, gọi là con dâu, rất thương con dâu đúng không? Ờ, khi mà thí dụ nhà em thì có bà con hay là cô gì chú bác gì mà lại á, gặp em thì kêu Đức nè, nó hỏi này ai vậy thì kêu ượng dâu tôi, hay là kêu vợ Đức kiểu vậy. Dễ thương. Từ người lớn tới người nhỏ luôn, chị em nè, cháu của Đức luôn cũng rất là thương em. Trong 3 năm mấy hai đứa quen nhau thì những kỷ niệm vui buồn nào đối với em với Vinh? Nếu mà buồn trước đi anh ha, buồn thì có một cái lần là, thì cái lần đó thì là em có làm chuyện có lỗi với Vinh, là em có tìm hiểu người thứ ba và vô tình cũng là bạn của hai đứa. Thật ra là dẫn đến cái chuyện mà em tìm người thứ ba như vậy là do là lúc đó là Vinh, từ lúc mà bắt đầu quen Vinh á thì Vinh, em biết là Vinh tham gia sự kiện rất là nhiều, nhưng mà em thì không thích cái kiểu mà nổi tiếng hay là nó sumo quá kiểu vậy á. Nên lúc đó thì thật sự em đang áp lực công việc, áp lực rất là nhiều thứ, thì Vinh có một cái lời mời đi sự kiện ở ngoài Vũng Tàu. Thì cái sự kiện đó là Vinh phải đi vào cuối tuần. Hai đứa trước đó đã có sinh sự cãi nhau rồi, thì em có hỏi Vinh đó là giờ lựa chọn giữa cái đó hay lựa chọn em, không đi được hay không. Thì Vinh nói là Vinh đi, Vinh nhất định đi. Và Vinh bỏ em lại, Vinh đi cái sự kiện đó. Nên vì cái sự kiện đó với em rất là quan trọng. Nó là nó như là cái giải thưởng của em á. Em đi, em nhận giải thưởng á. Nhưng mà khi Vinh đi á, thì trong lúc Vinh đi em ở lại nè, thì em đi làm, rồi lúc đó em có bệnh tí xíu nữa. Xong rồi cái cảm giác mà mình một mình á, mà cái người quan trọng nhất mình cần lúc đó là vì một cái khác mà bỏ mình đi lúc đó. Khi Vinh về thì em cảm thấy là chắc là hai đứa không có còn cái duyên nữa. Thì trong ngay thời điểm đó thì cái bạn kia cũng là bạn của hai đứa luôn, rồi bạn đó cũng có bồ trước, là tụi em biết nhau là do hai đứa em, rồi bạn đó với bồ bạn đó nữa. Hai đứa có nói chuyện rồi cũng nói là tìm hiểu, là chỉ đi chơi có một hai ngày thôi. Cái đêm đó em đi với bạn đó thì Vinh chụp hình cái chỗ mà hồi trước hai đứa hay ngồi với nhau hàng đêm á, gửi em. Là nguyên đêm đó em không có nói gì với bạn đó luôn, em ngồi chỗ luôn. Cái bạn kia thật sự là bạn cũng rất là biết điều, bạn mới nói là thôi đi về đi, Vinh nó cần anh hơn. Thì về thì em mới nói hết sự thật với Vinh trong quá trình đó như thế nào, một hai ngày như thế nào luôn. Thì rất vui là Vinh cũng bỏ qua cho em, tại vì chắc là Vinh cũng cảm nhận được là trong chuyện này cả hai đều có lỗi hết. Thì tụi em bắt đầu làm lại từ đầu, là cái chuyện buồn nhất. Còn đối với những chuyện vui thì em thấy lúc nào ở chung em cũng vui hết. Nói chung là thấy nó vui là em vui rồi. Thấy chưa? Trong khi nãy anh có nói chuyện với Vinh rất là nhiều về em thì trong mắt Vinh cũng rất là hạnh phúc. Và khi mà được nghe em có nói là ở cạnh Vinh em cảm thấy Vinh vui là em vui, là em thấy hai đứa cực kỳ hạnh phúc với nhau. Giờ anh hỏi Vinh trước đi nha. Em thấy bạn cần sửa đổi cái gì? Nói chung là em không cần thay đổi gì hết á, chỉ còn một thứ thôi. Đừng làm biến, đừng bài nó là được rồi. Như nó là được rồi. Nói chung là người ta thương em, người ta sẽ có những thứ khác bổ trợ qua. Còn em làm vợ, cái việc mà em dọn dẹp là cái chuyện nó rất là nhỏ luôn. Còn với em thì Vinh cần thay đổi như thế nào? Em nghĩ nó không cần thay đổi gì, nó bình thường là được rồi. Tại vì mỗi lần mà nó có sự thay đổi gì, nó chút chút, nó nhìn nó kỳ lắm. Không có tự nhiên. Ôi là trời. Không cần em thay đổi, từ vì em có như thế nào bạn ấy cũng yêu em. Không, tại em xui. Tại em xui. Nhưng mà nó xui 3 năm rồi đó anh. Còn dự định tương lai của hai đứa sẽ như thế nào? Hiện tại á là em sẽ lo cho bà em xong cái đẹp. Thì lúc đó là em cũng có dự định là hai đứa sẽ kinh doanh buôn bán, mở tiệm nhặt ủi. Là hai đứa áp ủi rất là lâu rồi, hai đứa sẽ tiến hành mở cửa hàng ủi. Rồi bạn thì cứ đi làm bình thường, em thì ở nhà chăm lo thôi. Và hai đứa sẽ có nhận một bé. Nhận một em bé để nuôi. Bé để nuôi. Đúng rồi. Cái việc mà con cái là cái việc là duyên nữa, với một phần nữa hai đứa phải vững kinh tế mới lo được cho bé một cách tốt nhất. Rồi và nhân dịp chương trình thì anh xin chúc cho Vinh và bạn luôn luôn hạnh phúc với nhau và kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho cuộc sống và tương lai của nhau. Dạ, cảm ơn anh. Thì cảm ơn. Cũng qua đây em xin chúc anh cũng như là các bạn có nhiều sức khỏe hơn. Và em muốn gửi đến các bạn một lời nhắn là hãy sống chân thành đi, để sau này có mất đi cũng không hối hận.